Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn cài đặt JDK 8 trên hệ điều hành Ubuntu 18.04. Thì trong hệ điều hành Ubuntu thì chúng ta cài đặt các software chủ yếu bằng command line, nên tôi sẽ chọn terminal lên. Rồi, đầu tiên tôi sẽ có lệnh để kiểm tra Java đã cài đặt trên máy của tôi chưa. Tôi có lệnh Java gạch ngang version. Rồi, nó đã báo là command java not found, tức là java chưa được cài đặt trên máy của tôi. Rồi, tiếp theo tôi sẽ có lệnh là sudo apt get update. Lệnh này có ý nghĩa là chúng ta sẽ thực hiện update cái hệ điều hành Ubuntu của chúng ta. Đó, chúng ta sẽ có apt get update để update, còn tôi có sudo để update với quyền admin. Tiếp theo thì tôi nhập password của tôi rồi. Rồi, nó đã thực hiện update xong. Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ đi có lệnh để cài đặt JDK. Tôi có lệnh là sudo apt apt gạch ngang repository. Rồi, ppa hai chấm web updd8 team java. Đây là cái lệnh để mà download các file cài đặt của Java về để trên cái repository ở cái web updd8 team. Rồi, sau đó tôi nhấn Enter. Rồi. Quá trình download các file cần thiết đang bắt đầu. Rồi, như vậy nó đã download các file cài đặt xong. Rồi, tiếp theo tôi sẽ có lệnh nào Mia để mà xóa cái màn hình đi. Rồi, tiếp theo gọi lệnh là sudo apt gạch ngang get install oracle java 8 installer. Rồi, tôi nhấn enter. Rồi, nó đã bắt đầu, nó hiện lên là do you want to continue, thì tôi nhập là z. Rồi, quá trình cài đặt đang diễn ra. Rồi, nó hiện thoại lên một cái hộp thoại là Configuration Oracle Java 8 Installer, thì tôi chọn là OK, nhấn Enter để chọn OK. Rồi, tiếp theo tôi chọn Z. Thank you.
Rồi, nó đã báo là download xong. Rồi, nó đang tiếp tục cài đặt cho chúng ta. Rồi, như vậy là nó đã cài đặt xong. Tiếp theo thì tôi sẽ đi kiểm tra xem cái Java được cài đặt vào trên máy của tôi chưa, bằng cái cách là Java cái trang version, thì nó đã hiện lên cái Java version là 1.8 hay Java 8. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn cài đặt Java xong. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ kiểm tra xem cái đường dẫn của Java được cài đặt ở đâu, bằng cái cách là where is Java. Đó, thì đây là cái đường dẫn mà nó lưu. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ mở cái folder home lên. Rồi tôi mở cái My Computer lên. Tôi chọn Other Location. Rồi tôi chọn Computer. Rồi tôi sẽ vô cái folder USR. Rồi tôi vô folder NIP. Rồi tôi sẽ đi vô cái folder JVM. Đó, thì cái folder Java 8 Oracle ở đây, đó là nơi mà nó đã cài đặt JDK. Rồi tôi clear cái màn hình console đi. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là cài đặt biến môi trường. Thì tôi sẽ có lệnh là sudo kdis etc environment. Rồi, tôi nhấn Enter. Đó, thì nó hiện thị lên một cái file để cho mà mình nhập cái biến môi trường. Thì ở đây tôi sẽ đi nhập biến môi trường là Java Home. Rồi tôi sẽ đi quay lại cái folder Java 8 Oracle và tôi sẽ đi copy cái đường dẫn. Tôi sẽ có lệnh là Ctrl N với Ctrl C để copy cái đường dẫn của nó. Rồi tiếp tôi quay lại cái file vừa nãy, file environment, thì tôi sẽ pass nó vào cái biến Java Home ở đây. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ nhập cái biến JRE Home. Rồi tôi sẽ quay lại cái folder. Rồi tôi sẽ đi qua vào cái folder JRE và tôi tương tự tôi cũng copy cái đường dẫn bằng lệnh Ctrl N cộng với Ctrl C để copy cái đường dẫn. Rồi tôi quay lại cái file. Rồi tôi pass nó rồi. Rồi tiếp theo thì tôi đi sửa dẫn cái đường dẫn pass. Tôi sẽ thêm vô 2 chấm xoẹt rồi thêm vô một cái đường dẫn là USR xoẹt NIP rồi xoẹt JVM rồi Java 8 Oracle xoẹt bin. Xoẹt bin tức là vô cái folder bin của thằng trong cái folder Java 8 Oracle. Thì ở trong folder bin này nó sẽ chứa một số cái file cài đặt của chương trình Java. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ sell nó lại. Rồi tôi có lệnh là swap set etc set environment để mà nó lưu lại các biến môi trường này. Như vậy là chương trình đã lưu cái biến môi trường của mình. Và tiếp theo tôi in ra cái câu lệnh echo in biến Java Home. Rồi tôi nhấn Enter thì nó đã hiện đại ra cái đường dẫn của thằng Java 8 Oracle. Rồi tiếp theo tôi in ra cái biến JRE Home, echo JRE Home. Đó, thì nó in ra được cái đường dẫn của JRE như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ in ra cái đường dẫn cho biến path bằng lệnh echo và dona path. Rồi nhấn Enter thì nó hiện thị ra cái đường dẫn của cái biến path như vậy. Rồi, như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn cài đặt JDK 8 trên hệ điều hành Ubuntu thành công. Thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Bữa sau thì tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cài đặt IntelliJ IDEA trên hệ điều hành Ubuntu 18.04.